Ronaldo, Bồ Đào Nha đủ sức vô địch World Cup 2022. Theo Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha đang sở hữu đội hình kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ, đủ khả năng làm nên vinh quang tại Qatar 2022. Bồ Đào Nha lúc này là sự pha trộn giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và các cầu thủ trẻ. Tôi phấn khích với thế hệ hiện tại của đội tuyển. Hy vọng chúng tôi có thể chứng tỏ cho cả thế giới thấy năng lực ở đẳng cấp cao nhất, Ronaldo nói với AP ngày 15 tháng 11. Theo Transfer Market, Bồ Đào Nha đang sở hữu đội hình đồng đều bậc nhất lịch sử, với tuổi bình 26,8. Bên cạnh lớp đàn anh giàu kinh nghiệm như Ronaldo, Rui Patricio hay Pepe, huấn luyện viên Fernando Santos còn có những ngôi sao đang ở độ chín sự nghiệp như Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Ruben Dias, Ruben Neves, Joao Cancelo và những tài năng trẻ đã khẳng định bản thân như João Félix, Rafael Leão, Vitinha, Nuno Mendes. Nhưng siêu sao 37 tuổi từ chối so sánh tập thể Bồ Đào Nha hiện tại với các thế hệ trước. Mọi cầu thủ từng khoác áo Bồ Đào Nha, trong quá khứ hay hiện tại, đều phải vượt qua nhiều rào cản để đạt đẳng cấp cao nhất, Ronaldo nói thêm. Phía trước Ronaldo là kỳ World Cup thứ 5 trong sự nghiệp. Anh là cầu thủ nam ghi bàn nhiều nhất ở cấp độ đội tuyển với 117 pha lập công và từng giúp Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016 rồi Nations League 2019. Nhưng thành tích tốt nhất của Bồ Đào Nha tại World Cup chỉ là vào bán kết năm 2006, khi Ronaldo còn là một cầu thủ trẻ. Trên đất Nga năm 2018, họ dừng bước từ vòng 1/8. Với lứa cầu thủ tài năng đang có, Ronaldo tin Bồ Đào Nha đủ sức vô địch tại Qatar 2022. Tất nhiên, chúng tôi đến đó vì mục tiêu vô địch và tôi tin đội hình này đủ sức làm điều đó. Nhưng World Cup có những đội tuyển hàng đầu, với những cầu thủ đẳng cấp thế giới nên Bồ Đào Nha cần giữ tập trung, khiêm nhường, đến đó và chứng tỏ chúng tôi có thể làm gì, anh nói. Mùa này, Ronaldo không thi đấu nhiều tại Man UTD. Ở tuổi 37, nhiều người tin rằng đây là World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Tuy nhiên, Ronaldo không khẳng định điều đó. Anh chỉ cho rằng World Cup sẽ luôn quy tụ những ngôi sao hàng đầu dù bản thân có tham dự hay không. Danh sách tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2022. Thủ môn Diogo Costa đang khoác áo Porto, 33 tuổi, José Sá, Wolves, 29, Rui Patricio, AS Roma, 34. Hậu vệ Diogo Dalot, Man UTD, 23, João Cancelo, Man City, 28, Danilo Pereira, PSG, 31, Pepe, Porto, 39, Ruben Dias, Man City, 25, Antonio Silva, Benfica, 19, Nuno Mendes, PSG, 20, Rafael Guerreiro, Dortmund, 28. Tiền vệ, João Palhinha, Fulham, 27, Ruben Neves, Wolves, 25, Bernardo Silva, Man City, 28, Bruno Fernandes, Man UTD, 28. João Mário, Benfica, 29, Mateus Nunes, Wolves, 24, Vitinha, PSG, 22, William Carvalho, Betis, 30, Otavio, Porto, 27. Tiền đạo Cristiano Ronaldo, Man UTD, 37, João Félix, Atletico, 23, Rafael Leão, Milan, 23, Ricardo Horta, Braga, 28, Goncalo Ramos, Benfica, 21, André Silva, RB Leipzig, 27.